các con nghe cô lan đọc mẫu kết hợp quan sát bài viết để chúng ta trình bày bài vào vở chúng ta bắt đầu nào những hạt thóc giống lúc ấy nhà vua mới ôn tồn nói trước khi phát thóc giống ta đã cho luộc kỹ rồi lẽ nào thóc ấy còn mọc được những xe thóc đầy ắp kia đâu phải thu được từ thóc giống của ta rồi vua dõng dạc nói tiếp trung thực là đức tính quý nhất của con người ta sẽ truyền ngôi cho chú bé trung thực và dũng cảm này trôm được truyền ngôi và trở thành ông vua hiền minh chuyện dân gian khơ me các con chăm chỉ luyện viết để chính của các con ngày càng đẹp hơn cô lan chúc các con chăm ngoan học giỏi và chữ viết ngày càng đẹp hơn cô lan chào các con